Có hơn 3,000 loài rắn đã được phân loại, sống trên mọi châu lục trừ châu Antasita. Chúng biến đổi đáng kể về kích thước, hình dáng và môi trường sống. Rắn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách kiểm soát số lượng các loài động vật khác, đồng thời là môi trường sống cho nhiều loài động và thực vật khác. Một số loài rắn có khả năng nhìn ở cả hai hướng mà không cần phải di chuyển đầu do có đôi mắt có thể quay độc lập chúng có thể sử dụng lưỡi để cảm nhận môi trường xung quanh và phân biệt hương vị giúp chúng săn mồi và tìm kiếm đối tác giao phối ngoài ra chúng sử dụng hệ thống cơ và khối óc tinh tế để săn mồi chúng thường sử dụng cơ thể linh hoạt và nhanh chóng để tấn công và nuốt chửng con mồi chúng có khả năng lột xác để phục hồi da loại bỏ ký sinh trùng và mở rộng kích thước cơ thể đặc biệt chúng có khả năng sống mà không ăn trong thời gian dài một số loài có thể tiếp tục sống sót mà không ăn trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm